Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Xe Ford Phú Mỹ. Hôm nay cùng Mạnh Phiêu review chiếc siêu xe SUV full size nhập từ Mỹ. Đây là chiếc khủng long cá voi Mỹ Lincoln Navigator Black Label full size nhập từ Mỹ. Nay đã xuất hiện tại Sài Gòn của chúng ta. Đây là một chiếc xe khổng lồ. Ở tại Việt Nam chúng ta đây là dòng xe gọi là cơ bắp mà có chiều dài cơ sở và to nhất trong phân khúc, cùng phân khúc với Escalade Cadillac. Đây, trước mắt chúng ta dòng xe này có những gì hay. Về ngoại thất, các bạn nhìn phía đầu xe với logo Lincoln nằm ở giữa và bóng đèn full LED hai bên, dáng rất là hầm hố, cơ bắp mạnh mẽ của cá voi Mỹ Lincoln Navigator Black Label Full Option. Chiếc xe làm biết bao nhiêu anh em đam mê xe thấp thỏm ngày đêm. Phiên bản 2022 lần đầu tiên xuất hiện tại Sài Gòn của chúng ta, với động cơ V6 3.5 lít hộp số tự động 10 cấp cho ra công suất 450 mã lực và moment xoắn cực đại lên đến 690 Nm. Với hộp số tự động 10 cấp thế hệ mới từ F150, chiếc này dùng chung động cơ với chiếc Ford F150 Raptor và chung khung gầm với động cơ của chiếc Ford Expedition. Nhưng chiếc Lincoln này là thương hiệu cao cấp nhất của nhà Ford. Nay đã về đến Sài Gòn, anh em tham khảo thêm về chiếc xe quái vật này. Showroom đã nhập về và đang chào bán khắp trên cả nước. Với tình hình cháy chip và thiếu chip bán dẫn tại thị trường Mỹ, nay chiếc xe đã tăng giá lên đến 11 tỷ. Escalade Cadillac cùng phân khúc giá được chào bán trên 13 tỷ rồi các bạn. Các bạn theo dõi video clip có gì hay cùng tham khảo thêm nhé. Mời các bạn cùng Mạnh Phiêu dạo một vòng quanh xe chiếc SUV full size Navigator 2022. Tại Mỹ có những tính năng tinh chỉnh kiểu dáng đi kèm một loạt công nghệ mới hướng tới đáp ứng yêu cầu khó tính của giới nhà giàu, với bộ mâm 22 inch kiểu Boeing cánh quạt rất là đẹp mắt. Phía đuôi xe rất là hầm hố, thiết kế vuông vức, dãy đèn LED chạy dọc từ bên này qua bên này với chữ Lincoln thương hiệu. Xe rất là sang trọng cho giới thượng lưu. Điểm nhấn nổi bật ở lần ra mắt phiên bản mới này là Lincoln Navigator được trang bị hệ thống lái bán tự động ActiFly hoàn toàn mới, cho phép xe vận hành cảnh tay. Mời các bạn cùng vào khám phá khoang nội thất. Về cơ bản đây là một phiên bản Blue Cruise của Lincoln. Hệ thống sử dụng nhiều camera và cảm biến radar cho phép xe tự lái hơn 209.000 km trên đường cao tốc và được lập bản đồ trước khu vực tại Bắc Mỹ. Do người lái không cần phải điều khiển vô lăng nên sẽ có một camera trong cụm đồng hồ để giám sát mắt, ánh mắt, vị trí đầu của tài xế nhằm đảm bảo họ vẫn đang chú ý đến con đường phía trước. Đây là một công nghệ trong tính năng thông minh. Xe được trang bị hệ thống dung trinh thông tin giải trí Sync 4 hoàn toàn mới, có khả năng tính toán gấp đôi so với hệ thống trước đó, cũng như màn hình 13.2 inch lớn hơn. Không chỉ mạnh mẽ, hệ thống này còn trực quan và dễ tùy chỉnh hơn. Các điểm nổi bật khác bao gồm hệ thống công nghệ nhận diện giọng nói, ngôn ngữ tự nhiên, hỗ trợ kết nối Android Auto, Apple CarPlay. Lincoln Navigator còn tích hợp hệ thống trợ lý ảo Amazon Alexa, cho phép người lái sử dụng Alexa để phát nhạc, chỉ đường, kiểm tra tình trạng giao thông, tìm chỗ đổ xe và quản lý các thiết bị thông minh ở nhà. Quan hệ đối tác với Amazon mở rộng sang lĩnh vực giải trí bởi Lincoln Navigator 2022 trang bị hai màn hình 10.1 inch tích hợp Fire TV. Điều này đồng nghĩa với người dùng có thể phát nhạc trực tuyến, xem phim và chương trình truyền hình khi xe đang di chuyển. Hệ thống này đi kèm với tai nghe không dây hay điều khiển từ xa bằng giọng nói Alexa và bộ lưu trữ tích hợp cùng người dùng có thể xem các chương trình mà không phải kết nối Internet. Khoang lái Navigator cao cấp theo phong cách dạng hiện đại và nhiều công nghệ. Cùng khám phá khoang động cơ, với động cơ thế hệ mới 3.5 lít EcoBoost, công suất cực đại lên đến 450 mã lực,
kết hợp với 690 Nm cùng hộp số tự động 10 cấp. Ngay trước cửa xe được trang bị một loạt các mật mã để chúng ta mở cửa. Đây là đặc sản của các dòng xe Mỹ như F-150 thường có. Ngoài ra xe còn được trang bị cùng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch và màn hình HUD. Hành khách ngồi ở hàng ghế thứ hai sẽ được cung cấp màn hình 5,8 inch mới để điều chỉnh lại, cài đặt hệ thống điều hòa và âm thanh cùng các tính năng khác như hệ thống sưởi, hệ thống thông gió cho ghế ngồi. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể nâng cấp cho hàng ghế thứ hai thành massage ActiMotion. Về ngoại thất, Navigator cũng được một số cập nhật về thiết kế. Phần đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt tinh chỉnh đi kèm đèn pha thanh mảnh hơn. Phần đuôi xe cũng được làm mới với đèn hậu và tinh chỉnh trông gọn gàng và tối giản hơn. Xe được trang bị cam 360 cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ tìm đổ xe và quản lý các thiết bị thông minh trong nhà. Trên đây là bài đánh giá tổng quan về cá voi Mỹ Lincoln Navigator 2022. Các bạn hãy theo dõi tiếp theo video clip chi tiết SKDD Cadillac 2022 quái thú tái xuất ngập tràn công nghệ. So sánh với đối thủ này có gì hay hơn, khác biệt hơn? Mời các bạn theo dõi tiếp nhé. Let's go! 20 năm về trước, Cadillac SKDD từng là cái tên được chọn để tháp tùng giới mô điệu từ Mỹ. Từ giới nghệ sĩ tới giới doanh nhân giàu có, ai cũng đều cảm thấy tự tin khi bước ra từ một chiếc SUV hạng sang được ví như quái thú. Tuy nhiên, sự chậm chân trong việc nâng cấp đã khiến SKDD không còn được ưa chuộng như trước. Phải đến tận bây giờ, sau 20 năm kể từ lần đầu ra mắt, hãng xe Mỹ chính thức được làm mới một cách toàn diện cho quái thú SKDD, qua đó hứa hẹn tìm lại ánh hào quang một thời. Cadillac chưa công bố chính thức giá bán phiên bản này, nhưng một số đại lý tại Việt Nam nhập khẩu tư nhân đã công bố giá chào bán 13 tỷ 500 lăn bánh tại thị trường Việt Nam, tức là cao hơn so với Navigator khoảng gần 11 tỷ. Nội ngoại thất bề vệ sang trọng, dù là đã trải qua một loạt cuộc lột xác toàn diện, nhưng SKDD thế hệ mới vẫn giữ lại yếu tố đã làm nên tên tuổi cho mình, đó chính là kiểu dáng vuông vức, sắc sảo, bề vệ đầy nam tính. Dựa trên nền tảng đó, vẻ ngoài đã được tút lại nhằm mang đến hình ảnh sang trọng hơn, tinh tế hơn. Ở thế hệ thứ 5, SKDD Cadillac 2022 sở hữu bộ khung gầm có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 5m382, 2m509 và 1m948. Riêng trục cơ sở dài SKDD có kích thước 5m766, 2m059 và 1m942. Ở phần đầu xe, lưới tản nhiệt của SKDD đã được bố trí cao hơn giống như người anh em XT6, nhưng lại có kích thước khủng hơn với 4 khe tản nhiệt lớn cùng một nẹp chrome dày trên cùng, giúp tạo ra gương mặt trông rất ngầu. Nối liền hai bên bộ lưới tản nhiệt hình thang là cụm đèn LED mỏng, và ban đêm SKDD 2022 dễ dàng khiến các đối thủ phải lu mờ nhờ dải đèn LED ban ngày đặc biệt kéo dài như một cặp răng nanh hung dữ. Cadillac đã dành rất nhiều điều bất ngờ bên trong khoang cabin của SKDD 2022. Theo chia sẻ từ Phil Kucera, giám đốc thiết kế nội thất của Cadillac, phần nội thất của SKDD 2022 đã được đội ngũ thiết kế đầu tư rất nhiều công sức, thời gian, bởi họ hiểu rõ được những kỳ vọng mong muốn của khách hàng về mẫu SUV mang tính biểu tượng của Mỹ. Khoang lái, bước vào khoang lái, khách hàng sẽ bị choáng ngợp bởi mức độ công nghệ dày đặc. Nổi bật nhất là màn hình cong OLED kích thước khủng 38 inch có độ phân giải nét hơn gấp 2 lần so với TV 4K. Màn hình này được lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng của Escala. Màn hình cong OLED mang đến cho người dùng chất lượng hình ảnh hoàn hảo với dải màu rộng nhất trong ngành công nghiệp ô tô thế giới. Màn hình này được chia thành 3 màn hình nhỏ gồm màn hình cảm ứng 7,2 inch bên trái ghế lái, bản đồng hồ kỹ thuật số 14,2 inch, màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 16,9 inch. Bên cạnh màn hình cong OLED, khu vực táp lô còn được hoàn thiện bởi chất liệu da cao cấp
gỗ sơn bóng tạo cảm giác đầy sang trọng. Vô lăng da chức năng của SKD 2022 có cấu trúc ba chấu bọc và da thượng hạng và viền chrome sáng bóng, hình chữ V bắt mắt. Khoang hành khách là mẫu SUV hạng sang dành cho giới nghệ sĩ doanh nhân giàu có. Hiển nhiên, hàng ghế thứ hai của SKD 2022 được thiết kế độc lập, hạng thương gia với tựa để tay riêng biệt. Những chuyến hành trình dài sẽ trở nên ngắn đi nhờ cặp màn hình 12,6 inch được bố trí phía sau tựa đầu hàng ghế đầu tiên. Bước sang thế hệ mới, không gian hàng ghế thứ ba của SKD 2022 được cải thiện với 40%, qua đó giúp chỗ ngồi để chân thoải mái đạt 866mm. Bản SKD ESV đạt 933mm, rộng nhất phân khúc SUV hạng sang. Có được điều này là nhờ sử dụng khung gầm mới với hệ thống treo sau độc lập. Khoang hành lý, việc áp dụng khung gầm cùng hệ thống treo mới cũng đã giúp khoang hành lý được mở rộng hơn 68%, đạt được 722 lít. Nếu gập hết tất cả hai hàng ghế phía sau, dung tích có thể tăng lên 3089 lít. Bản SKD ESV đạt 3585 lít. Tiện nghi hiện đại, bên cạnh màn hình cong OLED, SKD 2022 còn có nhiều công nghệ đáng chú ý khác. Đầu tiên là tính năng định vị dẫn đường thực tế tăng cường AR giúp cho hướng dẫn chính xác hơn nơi người dùng muốn đi di chuyển đến. Hệ thống này sẽ sử dụng các máy ảnh để hiển thị hình ảnh thật của đường phố trên màn hình, đồng thời tích hợp âm thanh. Đối với những tín đồ âm nhạc, SKD tự tin có thể làm thỏa mãn với hệ thống âm thanh 36 loa đến từ AKG. Dàn loa này có khả năng tự động cài đặt âm lượng một cách độc lập trước và sau. Khác với chiếc Navigator âm thanh Rival của Mỹ, cũng là hạng thương gia cao cấp, mang lại cảm giác sang trọng như một nhà hát. SKD 2022 đồng thời có khả năng thu giọng nói của người dùng vào chuyển sang hệ thống âm thanh. Điều khiển này giúp cho hành khách ở hai đầu đối diện có thể nghe thấy nhau. Tuy nhiên, hệ thống âm thanh 36 loa sẽ được cung cấp bởi dạng tùy chọn. Dạng tiêu chuẩn xe sẽ có 19 loa AKG. Động cơ SKD K-Lux 2022 sẽ có hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ V8 6.2 lít của GM có khả năng sản sinh công suất 420 mã lực. V8 6.2 nhưng mà công suất lại nhỏ hơn của Navigator tới 450 mã lực ha. Mô men xoắn cũng nhỏ hơn, 623 Nm trong khi của Navigator là 690. Kế đến là động cơ diesel i6 3.0 lít cho công suất 227 mã lực. Động cơ này thì không thể nào so với Navigator được. Mô men xoắn cũng chỉ 623 Nm tương tự V8. Cả hai là động cơ này đều đi kèm với hộp số tự động 10 cấp cùng 10 cấp với Navigator. Vận hành mạnh mẽ, trải nghiệm SKD K-Lux 2022 khách hàng sẽ được cảm nhận được sự êm ái được cải thiện rõ rệt nhờ áp dụng hệ thống giảm chấn từ Magic Ride Control. Hệ thống này sẽ liên tục điều chỉnh lò xo nhằm tối ưu sự êm ái. Bên cạnh đó, K-Lux còn được trang bị hệ thống treo khí nén thích ứng Air Ride Adaptive Suspension. Hệ thống treo này có khả năng tự động điều chỉnh mức tải và hạ độ cao thân xe tối đa 51mm khi di chuyển trên đường trường, góp phần tăng cường tính khí động lực. Trong khi cần off-road, hệ thống treo vẫn có thể nâng cao khoảng sáng gầm. Đi kèm còn có khóa vi sai điện tử giúp tăng lực kéo băng qua các địa hình có nhiều đầm lầy. An toàn thông minh, di chuyển trên những đại lộ, người lái hoàn toàn có thể rảnh tay sau vô lăng nhờ sự trợ giúp của công nghệ hỗ trợ người lái Super Cruise. K-Lux SKD 2022 là mẫu xe SUV full size đầu tiên được áp dụng tính năng này. Super Cruise sẽ tích hợp trên dữ liệu bản đồ LiDAR, GPS, độ chính xác cao cùng nhiều camera và cảm biến radar. Từ đó, hệ thống sẽ có dữ liệu để tạo ra bản đồ ảo với thế giới xung quanh xe nếu cần được sự can thiệp từ người lái.
Các bạn vừa theo dõi video clip đánh giá chi tiết giữa cá voi và quái thú. Các bạn thích dòng xe nào hơn? Hãy để lại ý kiến cá nhân của các bạn. Và đừng quên rung chuông để theo dõi video clip hấp dẫn hơn lần sau. Cảm ơn!